Thưa quý vị khán giả, cách đây chưa đầy một tuần thì cha mất vì bị tai biến. Ngày hôm qua ngày 4 tháng 10 thì mẹ và em trai trên đường đi không may bị tai nạn giao thông. Mẹ ra đi ngay lúc đó, em trai được đưa đi cấp cứu. Và đến ngày 5 tháng 10 thì em trai cũng không qua khỏi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, một nỗi đau quá lớn đổ ập xuống với em Danh Chí Nhường ở ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao. Giờ đây trong căn nhà cũ kỹ này sẽ chỉ còn bà ngoại và em Nhường nương tựa vào nhau. Không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà. Chiều hôm nay em Danh Chí Nhường cũng vừa lên chùa để thực hiện một số thủ tục theo nghi lễ của đồng bào Khmer, không kịp trở về nhìn mặt em trai lần cuối. Em trai Nhường là bé Danh Chí Cường, năm nay chỉ mới 4 tuổi. Cũng là năm đầu tiên em được đi mẫu giáo, được vui chơi với bạn bè, được sự yêu thương đùm bọc của các cô. Hôm nay các thầy cô giáo đến đây mang đến cho em những vật dụng mà em vẫn thường dùng những ngày đi học. Những hộp sữa còn chưa kịp uống hết. Sự ra đi đột ngột của em làm mọi người không khỏi chạnh lòng. Cô Lục Thị Hồng Xuân, giáo viên trường mầm non Định An, cô giáo chủ nhiệm của bé Chí Cường cho biết, những ngày đi học em rất ngoan, tô màu rất đẹp. Các cô rất thương khi thấy hoàn cảnh gia đình của Cường quá khó khăn, nên luôn tạo điều kiện, vận động các phụ huynh khác cùng hỗ trợ cho em. Em và mẹ em ra đi quá đột ngột, nên ai nấy cũng xót xa. Giờ đây sẽ chỉ còn lại em Danh Chí Nhường, năm nay 9 tuổi, và bà ngoại nương tựa vào nhau. Bà ngoại Nhường cũng ốm yếu, tinh thần không nhanh nhẹn. Với công việc bán vé số dạo nên cuộc sống rất bấp bênh, bơ vơ, lạc lõng. Có lẽ chính là những gì Chí Nhường đang phải trải qua. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của người ở lại. Số tiền thầy cô vận động hỗ trợ điều trị cho bé Chí Cường được gửi lại gia đình lo hậu sự. Chương trình trợ giúp khẩn cấp Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, đại diện Hội chữ thập đỏ xã Định An cũng đến chia buồn và gửi ít kinh phí phụ giúp gia đình ngay lúc này. Tôi cũng là chị ruột của bà ngoại của cháu Nhường. Tại vì cháu Nhường hôm nay thì gia đình vậy đó thì cũng hơi bối rối, cho nên tôi cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn đài truyền hình và các chính quyền ấp xã và các tổ chức thầy cô giáo đã đến đây chia buồn và giúp đỡ cho gia đình phần nào. Gia đình em của tôi nó cũng khó khăn, hàng ngày này nó cũng đi bán vé số rồi sống qua ngày. Xót thương cho những mảnh đời không may trải qua biến cố, sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ và đứa con thơ, ai thấy đều rơi nước mắt. Nuối tiếc cho người ra đi bao nhiêu thì càng cảm thương cho người ở lại. Rồi đây hai bà cháu sẽ sống ra sao trong căn nhà đã xuống cấp và công việc bán vé số không đủ lo cái ăn hàng ngày. Hoàn cảnh này rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm gần xa. Mọi sự giúp đỡ quý vị liên hệ chương trình trợ giúp khẩn cấp Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hoặc gửi trực tiếp vào số tài khoản 86 1900 1972, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Kiên Giang. Nội dung: hỗ trợ em Danh Chí Nhường. Mọi sự giúp đỡ từ quý vị sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chuyển đến gia đình.